Gaza, ai làm rắn có vàng. Trong trường trăm bên màu oanh cười lan về lan. Lan cơ xem gru mờ sắp mây khoa bắt con. Mong nay mai cô luôn bị bang mệt van, đặt tiếng buồn sang khắp yên tới lên nên bị kẹt đắt hàng play rồi vì cơ gấp nít mông gấp đệ. Nhưng bắt bình tập pull doan này đã này nhưng ngậm nách lệ tầng nhầm plư cứ chặt ngao kẹt mút pull mà bọ lệ kẹt yêu nhầm bịch. Giờ nó dự lại bọ này ôm mệt và đã bù hồ grim char cơ như nào lệ plư được lấy khắp lệ bọ mắt cơ như pull hàng lần chặt nên bộ mẫu. Giờ nó đã này lần chặt Việt Nam lệ vất nã buồn sang như đã hiu chặt kích bờ chặt này. Ta bộ hiểm bạc đang thâu nuôi Việt Nam chính nuôi bà rồi. Nên là lại cho như nó mạng rõ đà này làm đại học trả ra Đức, đại trả Anh, đại trả Mỹ, đại Canada, lũ trả đồng cần. Tập năng là nuôi bộ khiên khai nuôi Việt Nam cũng đã khai trả đồng cần. Dù kết lệ bộ khiên khai trả Việt Nam, dù đã nuôi rằng lần như đang thâu nuôi Việt Nam lại chính nuôi bà rồi. Nuôi bệnh trả. Dù nó là lời mà người ta là phẩm mình chính là lại nhầm thư rồi như lại biết bằng rõ ràng lại tiếp quý bằng sự mẹ để bà là có hàng cái trả Mỹ lệ tương tâm như nào như bọn cường hạ rằng như lệ nghệ hẹn lại là nào này lâu đi bro lắm lời tuộc đồ tuộc thật lâu rồi mày bị ý mực video này mệt vả. Theo cổng thông tin chính phủ Việt Nam VGP News, VGP News cũng dẫn lời ông Ted Osius, Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN, nói rằng các doanh nghiệp Hoa Kỳ coi Việt Nam là thị trường chiến lược với cam kết đầu tư dài hạn, ủng hộ mạnh mẽ các mục tiêu của chính phủ Việt Nam về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, phát triển hạ tầng như đường bộ cao tốc, đường sắt tốc độ cao. Như tin đã đưa, cựu đại sứ Osius dẫn đầu một đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ tới Việt Nam tìm kiếm cơ hội hợp tác từ ngày 21 đến 23 tháng 3. SpaceX, Netflix và Boeing nằm trong số các công ty. Nó này bố lại bị bằng bọn lâu càng lại vui bọn là đang luôn luôn có xem lặng lên bọn cái nhu ngác lên tầng mạng lặn là cất nhiều màu. Lê tương nạ buồn sang cái nhà phố hiếm bởi dưới đằng trôn đằng lăng cầm bọn ở pool cái nhà nằm một ta dưới nó rim chà Việt Nam này lưu của mạng sĩ lần lê dưới ta nhu kèng nhạc đa nhu cất nhà đi phía ra nhớ lệ sĩ qua lần nhớ ngạc sân gôn đa phòng du lịch đa phòng sân thái lưu ní nhớ ngạc cất lệ sân ta lệ nguy ngờ xa mong nó lần chà Việt Nam nạ buồn sang bộ mọt lệ tiếp úc lần lạp đi cái nhà mạng nó nên lần lại nạ buồn sang bộ trí kẹ kri úc lần lần nhà nước như lệ lần Hồ Chí Minh nhiều nạ buồn sang một quyền sam đạt được nó rim ní rim qua thằng này anh lần Tây Nguyên lê vật cả anh miền Bắc như các cái mà vật anh kẻ cả anh Nghệ An màu trở lại xoa lần lê u rau đã lê chầm tiếng lùm tạm một cái rút đã được buộc thôn thôn đồ bảo đồ đồ thôn đồ bảo bảo đồ đồ lao nên một bài để gặp mở đường lấy lên này nhiều càng mút mà hàng trà răng lệ mạ lần rồi lấy xịn nè lấy quý bỏng khi tham gia phái đoàn doanh nghiệp được coi là lớn nhất từ trước đến nay của Mỹ tới Việt Nam để thảo luận về các cơ hội đầu tư và kinh doanh tại quốc gia Đông Nam Á. Chuyến đi này theo nhận định của Reuters là một dấu hiệu cho thấy sự quan tâm ngày càng tăng đối với Việt Nam, vốn đang được xem là một trong những trung tâm sản xuất được hưởng lợi từ khuynh hướng rời khỏi Trung Quốc của các công ty toàn cầu giữa bối cảnh xung đột thương mại Mỹ-Trung. VGP News còn dẫn lời ông chính hoan nghênh Hoa Kỳ ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập và thịnh vượng, và mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam Hoa Kỳ ngày càng thực chất ổn định đi vào. Ê bối à nhờ lệ bí bảng hòa tam Việt Nam Hoa Kỳ nhờ lệ càng đi gia tui hàng lại sĩ mẹ là vi bằng đi kia cặp rồi xong ta lại này mau mà lại nó lại nó nằm là cái nhu bố đích mình bạn Mỹ lại bí bảng cha càng nhờ tu lần lấy sĩ mẹ là vi bằng nhưng bây giờ tốt hợp lẽ lẻo tui nhập nhập rã nét là nhập nhập đi cái nhà nhập bố lệ tướng hàng lấy học ác cái nhập bố đích sau khi phạm minh chính run lê pí bằng phật rằng tại nhà cái nhiều lại nhục thô lệ lại rằng ô tập năng nạ buồn sang cái nhập u trụ chặt được nhau đi bua mất thì nhiều vừa gật bua lại run bù kèn trụ chung ô nuôi đảng cộng sản Việt Nam phạm minh chính vất cho cái ông tô lâm lau cả cái mờ để bù lại cái lời mềm đa video lau mình vào để gặp lăng lời mềm đa video này lời đoạn về nhiều lệ cha rằng tôi kèn quy bằng thì nhiều nó gặp một cái lời nhiệt lệ đặt lên này vào chiều sâu. Trên cơ sở tôn trọng độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau. Trước đó, tại buổi gặp mặt đại sứ Hoa Kỳ Mark Knapper khẳng định cam kết của chính phủ và khu vực tư nhân Hoa Kỳ trong việc ủng hộ một Việt Nam mạnh, độc lập, thịnh vượng, thúc đẩy các hoạt động hợp tác vì thịnh vượng của hai quốc gia.
Bộ Ngoại giao. Trước đó 3 ngày, Bộ Ngoại giao Mỹ công bố báo cáo nhân quyền thường niên, trong đó ghi nhận hàng loạt. Các vi phạm của chính quyền Việt Nam. Báo cáo cho rằng có ít nhất 6 vụ tử vong trong khi bị giam giữ, nhưng nhà chức trách cho rằng những cái chết này là do tự tử hoặc do các vấn đề sức khỏe. Ebola, nhiều mạng bình thông tin báo chí lê tương hàng lùm ta cả tờ này nhiều lệ lệ nuôi tự gì nhiều pian để sang cứ lê tương nhiều gì mà sang cứ như lệ bây giờ như vậy như cái nhiều gì như cái tự rốt quay cái nhiều bộ nhưng bắt lại phiền này đang tôi nhô hạ bà ra ra tôi cứ nã buồn sàng nên ít gặp mọi người bác mày đã đứng lại buộc lại cái này rồi sẽ lên này. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đề cập đến việc bắt bớ và giam giữ tùy tiện những người thực thi các quyền được quốc tế công nhận của Việt Nam trong báo cáo. Truyền thông nhà nước dẫn lời phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng nói tại cuộc họp báo hôm 23 tháng 3. Mới Phạm Thu Hằng, Bộ Ngoại giao này. Việt Nam tiếc vì báo cáo nhân quyền thường niên năm 2022 của Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra một số nhận định thiếu khách quan dựa trên thông tin không chính. Nó đặt lại này là suy lại đồ nó nong đồ nào đồ thay thiệu cách khách quan nó nào nhiều đoạn về hàng lời rằng xăm phí bằng bọn đặc bút đặc thâu cái nào cái nhiều ngạc lời nó bố dự hàng lời kết cả là tập chặt ú chính thức tính nhủ mạ bọn nút đưm thôn đồ bó xá lệ trú thôn đồ bó đoà như thấu như đồng địch xăm bọn nút này là hình bá mạ thôn đồ bó lúc mẹ lúc lúc nằm như yếu nút này là nút hàng lời hiện đại này nhu bù đi khâm các răng ô răng đã răng lại sọc đấy nhiều màu rúp màu nản biệt vả giờ nó nhiều bất hồng trách úp một niệm nạp lại nhập hẹp lại hẹp bọc đọt cái nhiều bộ đuôi rồi nhu hàng răng lại bộ một lấy từ sam tàn được được giờ nó biệt vả giờ đã này rim play rim qua rim ní viêm huyền viêm tính răng thâu lại sọc nó nặng nặng sàn Việt Nam răng play nó vẫn ní chặt nhau bốc pi bằng trộn cái như ngạn. Về tình hình thực tế tại Việt Nam, vẫn như những lần trước, bà Hằng nói rằng việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người là chính sách nhất quán của Việt Nam và rằng các quyền tự do cơ bản của con người được bảo vệ và thúc đẩy bởi các văn bản pháp luật cũng như triển khai trong thực tiễn. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao còn cho biết Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn và cởi mở trên tinh thần xây dựng với Mỹ về những vấn đề còn khác biệt. Vì bằng vợ mừng niệm nạp như lệ rằng sẽ nhập hàng tới nhu trao đổi thẳng thắn hàng lệ bạc nít vì bằng vợ có nhu ngạc. Giờ nó lại này như tôi mà lại này nhiều hẹp hàng nặng buồn sang và càng bốc đạt cái nhập bộ đấy mệt vả rạ này lại sau như nào họ rằng rằng pre ram a lê đã tung như bàn gắng lê tung màu rúp nhập gì lê tung im sang cứ lê tung tung như mạng cứ tung như tùy tòa xem hàng lại cái cả mạng non vật lại đạo rạ này là cái nhóm về mạng tầm nhập gì cả bình phổ đạo lê tung mạng cứ bình tung hàng lại tùy tòa xem như giàu tù nhân lương tâm mạng vật lương chặt Việt Nam hàng này lại lũ ní nhập qua nhập lại đang thâu gật lấy sóc sạt cái nhóm nhẹ như rằng nó này bây đang bê để bố để biết bằng phạm ta có phạm cái nhạc này nó này mới bê để bố làm video tâm rồi bà để tăng cường hiểu biết cũng như đóng góp và phát triển quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước. Giới hoạt động cho nhân quyền Việt Nam đồng tình với báo cáo của phía Mỹ cho rằng chính quyền Việt Nam vi phạm nhân quyền ngày càng nghiêm trọng. Đại sứ Thụy Điển đặc trách về nhân quyền, dân quyền và pháp quyền Cecilia Rostrom-Gruhn vừa có chuyến thăm Hà Nội trong 2 ngày trong nỗ lực vận động thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam. Em bố mà, rằng trôn nó chọn nguy tới nhu nịt lăng, hạ này lại đang càng cái nhầm có mở phọc nhu hàng lại kê cả lại phẹt nắm núi mà. Dù khất lệ, để ta nhận lệ nghe hẹ mơ mà chả là một con trôn nèo và chả là nhu lệ như càng thúc đẩy cái nhân quyền này, nhu bố mẫu. Dựa nó nên lại này lại rằng tụ cái chùm rằng rụt lăng cái pi bằng phọt có nhiều ngẹt bộ một thực hiện các bộ luật nhân quyền của tôn giáo của coi prem nữa đã là buồn sang về lại ông một vài nơi gặp lăng có mềm đạt được. Theo thông tin từ Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội hôm 22 tháng 3, Đại sứ Huynh đã đến thăm Viện Quyền Con Người tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tại đây bà thuyết trình trong một tọa đàm với chủ đề nhân quyền trong chính sách đối ngoại của Thụy Điển. Chuyến công du của bà diễn ra trong bối cảnh Việt Nam là thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2023-2025.
bồi à rằng bị cha như lại nhân quyền thư điển là bộ bình thư điển là bộ giao thư điển trun và lần chặt Việt Nam càng nhiều ra gật rẻ ở ta lại kết cắt lập hiện năm nay mà vừa cất như bộ mặc ra ô lại bu như lại nhiều bộ màu sâu vừa cất rim cha rằng trun là về như bạc ra vừa năm vừa vậy gặp lăng mong niệm nắp đã bình duyên rốt duyên clean lại bộ một lại tiếp hàng lên đúng nọ đập nàng lần chặt cái như bộ mong này lâu pi mong này để gần như chứ đi cái pi bằng em lại tri buồn sang gặp những học mắt bị gặp lăng bị gần như đã bị gặp phải một đi pi bằng